những điểm báo từ cơn địa chấn châu Âu với Ukraine. Mỹ, Ukraine tuyên bố nóng về cuộc tấn công của Nga vào Kharkov. Căng thẳng Hàn Quốc, Triều Tiên leo thang vì cuộc chiến bóng bay và loa. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Cuộc bầu cử tại Liên minh châu Âu EU vừa qua đã gây ra chấn động lớn khắp châu lục, cho thấy những thay đổi đáng kể trong bối cảnh chính trị và là tín hiệu về những chuyển biến địa chính trị sắp tới trên lục địa này. Kết quả lần này đã gây ra sự xáo trộn mạnh đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các đảng xanh trên khắp châu Âu, đặc biệt là tại Đức. Cuộc bầu cử lần này là một thảm họa đối với ông Macron và các đồng minh khi liên minh ủng hộ EU của ông gặp thất bại nặng nề, thua xa đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia RN của bà Marine Le Pen. RN đã giành được 31,5% phiếu bầu, trong khi liên minh của ông Macron chỉ đạt 15,2%, buộc Tổng thống Pháp phải giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm. Dự kiến diễn ra ngày 30 tháng 6 và vòng 2 vào ngày 7 tháng 7. Diễn biến này phản ánh mức độ khủng hoảng chính trị tại Pháp và vị thế bấp bênh của ông Macron. Tại Đức, đảng xanh đã trải qua một bước lùi nghiêm trọng, mất đi một phần lớn sự ủng hộ so với trước đây. Với chính sách ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp khí hậu và viện trợ quân sự cho Ukraine, đảng này chỉ đạt 11,9% phiếu bầu, giảm mạnh so với mức 20,5% trong cuộc bầu cử lần trước. Sự sụt giảm này phản ánh sự mất niềm tin của cử tri đối với thỏa thuận xanh mới và chương trình nghị sự Davos. Một xu hướng nổi bật trong cuộc bầu cử lần này là sự phản đối của cử tri đối với các nhà lãnh đạo ủng hộ can thiệp quân sự vào Ukraine. Là người lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc cung cấp vũ khí hoặc thậm chí đưa quân tới Ukraine, Tổng thống Macron giờ đây nhận thấy mình đang ở thế thua cuộc khi cử tri ngày càng phản đối việc tiếp tục xung đột với Nga. Cử tri Đức cũng quay lưng lại với các đảng có lập trường cứng rắn với Nga. Kết quả bầu cử tại Pháp đã khơi dậy các cuộc thảo luận về khả năng thay đổi chính trị tiềm tàng tại Đức sau khi đảng AfD cánh hữu và đảng BSWK mới thành lập đạt được kết quả đáng kể, áp lực lên chính phủ Đức ngày càng tăng. AfD đạt được 15,9% phiếu, trong khi BSWK giành được 6,1%, con số ấn tượng đối với một đảng mới. Với chính sách chủ trương hòa bình, hai đảng này đã tận dụng sự sụt giảm uy tín của đảng xanh và liên minh cầm quyền. Khi Đức chuẩn bị cho cuộc bầu cử cấp bang ở khu vực phía đông, nơi mà AfD và BSWK nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, khả năng cao là hai đảng này sẽ gia tăng ảnh hưởng. Nếu AfD có thể đạt kết quả tương tự ở Saxony, đảng này sẽ gần đạt được đa số tuyệt đối và có thể thành lập chính quyền bang. Một kết quả như vậy có thể đe dọa sự ổn định của chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz và có thể dẫn đến một cuộc bầu cử quốc gia mới. Ngay sau khi kết quả bầu cử rõ ràng, Tổng thư ký đảng đối lập CDU Carsten Lindemann đã kêu gọi Thủ tướng Scholz đề nghị Quốc hội tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nếu ông Scholz không nhận được đa số phiếu tín nhiệm, điều này có thể dẫn đến một cuộc bầu cử mới. Thành công của AfD và BSWK, cả hai đều ủng hộ chấm dứt xung đột ở Ukraine, cho thấy một sự thay đổi địa chính trị lớn hơn. Những đảng này cùng với các nhân vật như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh vai trò của ngoại giao hơn là giải pháp quân sự. Nếu các lực lượng chính trị này giành được nhiều quyền lực hơn, châu Âu có thể sẽ trải qua những thay đổi lớn trong cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine và mối quan hệ với Nga. Mỹ gần đây tuyên bố rằng cuộc tiến công của quân đội Nga tại Kharkov, Ukraine đã bị đình trệ nhờ một quyết định quan trọng từ Washington. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định chiến dịch Kharkov của Nga đã thất bại. Cụ thể, theo AFP, ngày 9 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Jake Sullivan cho biết, cuộc tiến công của quân đội Nga tại mặt trận Kharkov ở đông bắc Ukraine bắt đầu vào ngày 10 tháng 5 đã bị đình trệ. Điều này xảy ra khi Washington dỡ bỏ một phần các hạn chế, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ tài trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm bảo vệ Kharkov. Phát biểu trên đài CBS, ông Sullivan cho biết, chiến dịch của Nga tại Kharkov đã bị đình trệ. Quan chức Mỹ nói thêm, Kharkov vẫn đang bị đe dọa, nhưng quân đội Nga đã không thể đạt được tiến triển đáng kể trong những ngày gần đây ở khu vực đó. Ông cũng giải thích rằng, Washington đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để bảo vệ khu vực Kharkov gần biên giới với Nga. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Biden gần như xóa bỏ những lo ngại trước đây rằng việc cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga có thể kéo NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Moscow. Ông Sullivan nói, từ quan điểm của Tổng thống, đây là lẽ thường tình. Quyết định đó là điều dễ hiểu khi cho phép Kiev tấn công xuyên biên giới, phá hủy các cứ điểm và vũ khí của Nga đang bắn vào lực lượng Ukraine.
Tuần trước, Tổng thống Biden đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris khi họ cùng đến Pháp tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày đồng minh đổ bộ vào Normandy. Trong cuộc gặp này, ông Biden công khai xin lỗi ông Zelensky vì sự chậm trễ trong việc gửi viện trợ quân sự, gây bất lợi cho lực lượng Ukraine trên chiến trường. Ông chủ Nhà Trắng cũng tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của mình đối với Ukraine. Các lực lượng Nga đã đạt được những thành tựu đáng kể nhất về lãnh thổ trong 18 tháng xung đột khi phát động cuộc tấn công lớn vào Kharkov vào tháng trước. Họ đã kiểm soát một số làng biên giới Ukraine và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh chiến dịch Kharkov của quân đội Nga đã thất bại. Quân đội Nga đã không thực hiện được bước đột phá ở khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraine. Tối muộn ngày 8 tháng 6, theo giờ địa phương, ông Zelensky tuyên bố, tôi đã nói chuyện với Tổng tư lệnh về tình hình nói chung. Kết quả quan trọng là quân đội Nga đã không hoàn thành được chiến dịch Kharkov của họ. Ông Zelensky nhấn mạnh, lực lượng Ukraine hiện đang kìm chân quân đội Nga nhiều nhất có thể và phá hủy các đơn vị Nga tiến vào lãnh thổ của chúng tôi, tấn công khu vực Kharkov của chúng tôi. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết thêm rằng lực lượng phòng thủ tại trục Kharkov đã được tăng cường. Điều này sẽ làm cho quân đội Nga gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Ông Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi đang nỗ lực cung cấp thêm quân dự bị cho quân đội của mình. Giới chuyên gia mới đây cảnh báo rằng căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến sẽ gia tăng do những động thái đáp trả lẫn nhau xoay quanh việc sử dụng bóng bay mang rác và các loa tuyên truyền. Trong 4 năm qua, khu vực biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên tương đối ổn định nhờ vào thỏa thuận quân sự liên triều ký năm 2018. Thỏa thuận này được cả hai bên tôn trọng, bao gồm việc rút toàn bộ vũ khí và không trang bị súng cho binh sĩ ở khu vực an ninh chung GSA, cùng với đình chỉ mọi hoạt động quân sự tại vùng đệm dọc biên giới. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu trở nên phức tạp từ đêm 28 tháng 5 khi Triều Tiên thả hàng trăm quả bóng bay chứa rác, tàn thuốc lá, pin cũ, vải vụn và thậm chí cả chất thải vào lãnh thổ Hàn Quốc. Gió đã cuốn những quả bóng bay này đến nhiều nơi trên khắp Hàn Quốc, bao gồm cả các khu vực phía Nam cách Seoul hơn 218 km. Ngày hôm sau, Bình Nhưỡng tuyên bố hành động này là phản ứng trước việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay mang theo truyền đơn chống lại lãnh đạo Kim Jong-un vào Triều Tiên. Từ thời điểm đó đến nay, Triều Tiên đã thả khoảng 5.000 quả bóng bay chứa 22,5 tấn rác qua biên giới. Đồng thời, các nhà hoạt động Hàn Quốc, phần lớn là những người Triều Tiên đào tẩu, cũng đã thả hàng chục bóng bay mang theo 200.000 truyền đơn, 5.000 USB chứa nhạc K-pop và hàng nghìn tờ $1 qua biên giới. Phản ứng lại, Seoul đã đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự liên triều. Quân đội Hàn Quốc đã khôi phục các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới và lắp đặt lại các dàn loa phóng thanh công suất lớn để phát thông điệp tuyên truyền sang bên kia biên giới. Ngày 9 tháng 6, lính Hàn Quốc đã bắt đầu lắp đặt các loa công suất lớn trên các giá cố định cao 6m, rộng 3m tại 24 vị trí ở phía nam hàng rào thép gai tại khu phi quân sự DMZ. Quân đội Hàn Quốc cũng triển khai các xe tải gắn 16 loa cơ lớn tạo thành một trạm tuyên truyền di động. Việc sử dụng loa phóng thanh tại biên giới đã được cả hai nước thực hiện từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Năm 2016, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từng gọi các chương trình phát thanh qua loa công suất lớn là hình thức xung đột tâm lý hiệu quả nhất. Trước đây, dàn loa của Hàn Quốc thường phát các đoạn băng ghi âm sẵn, bắt đầu bằng câu "Chúng tôi muốn đưa sự thật tới đồng bào ở miền Bắc" và chỉ trích khả năng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đoạn băng còn ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế nhanh chóng và hệ thống dân chủ của Hàn Quốc, đồng thời mô tả một cuộc sống tươi đẹp của tầng lớp trung lưu tại đây. Hàn Quốc và Triều Tiên đã tháo dỡ các dàn loa tuyên truyền và chấm dứt việc giải truyền đơn vào năm 2018, sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí ngừng hoàn toàn các hành động đối đầu. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã tái khởi động các loa tuyên truyền từ chiều ngày 9 tháng 6, chuyển đi các chương trình phát thanh với 4 chủ đề chính: tính ưu việt của nền dân chủ, lịch sử thành công của kinh tế Hàn Quốc, thực trạng xã hội Triều Tiên và sự đúng đắn của việc thống nhất hai miền, kèm theo đó là tin tức thế giới, bình luận chính trị, dự báo thời tiết và các bản hit K-pop. Khi hoạt động ở công suất tối đa, dàn loa này có thể phát âm thanh chuyển đi hơn 20 km vào lãnh thổ Triều Tiên, đủ để binh lính và dân thường có thể nghe thấy. Ngày 9 tháng 6, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo về việc nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền rằng các biện pháp của Seoul có thể khiến Bình Nhưỡng khó chịu, song sẽ mang thông điệp về ánh sáng và hy vọng cho quân đội, nhân dân Triều Tiên. Triều Tiên đã phản ứng mạnh mẽ trước động thái này, cũng như việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay chứa truyền đơn qua biên giới. Ngày 10 tháng 6, bà Kim Jo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, nếu Hàn Quốc vừa tiến hành hoạt động giải truyền đơn, vừa phát loa với thông điệp khiêu khích qua biên giới, họ chắc chắn sẽ đối mặt với biện pháp đáp trả mới của Triều Tiên. Bà Kim không nói rõ các biện pháp đáp trả mới là gì,
nhưng tối ngày 9 tháng 6, Triều Tiên đã thả 310 quả bom bay chứa rác thải qua biên giới. Các chuyên gia nhận định rằng các hành động này của cả hai bên có thể kích động một cuộc chiến loa và bóng bay mới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trên bán đảo và có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul, Jang Mujin, cũng cảnh báo về khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một số hành động quân sự nhằm đáp trả việc Hàn Quốc đình chỉ thỏa thuận liên triều và tuyên bố sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ của Tổng thống Hàn Yoon Suk-yeol vào ngày 6 tháng 6. Theo chuyên gia Cheong Seong-chang tại Viện Sejong ở Hàn Quốc, Triều Tiên có thể tăng cường các hoạt động quân sự, bắn pháo vào vùng biển phía tây bán đảo hoặc bắn hạ bất kỳ bóng bay nào đến từ Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ bắn phá các trạm loa tuyên truyền nếu Seoul không ngừng phát thanh. Tháng 8 năm 2015, Triều Tiên đã phản ứng với các chương trình phát thanh của Hàn Quốc bằng một loạt đạn pháo về phía Nam. Đảng Dân Chủ DPK đối lập ở Hàn Quốc cũng chỉ trích việc nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền, cho rằng đây là hành động không khôn ngoan và có thể dẫn đến leo thang căng thẳng thành xung đột khu vực. DPK đồng thời cũng chỉ trích chính phủ không có hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn việc các nhà hoạt động thả bóng bay mang truyền đơn sang Triều Tiên. Hàn Quốc đã thông qua luật cấm thả bóng bay mang truyền đơn sang Triều Tiên vào cuối năm 2020, nhưng luật này sau đó bị Tòa án Hiến pháp bác bỏ vì hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận của người dân. Theo DPK, các nhà hoạt động đang lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gây nguy hiểm cho người dân Hàn Quốc. Năm 2014, quân đội hai miền từng đấu súng máy qua biên giới sau khi binh sĩ Triều Tiên cố gắng bắn hạ những quả bóng bay mang truyền đơn từ Hàn Quốc. Năm 2020, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung Kaesong, từng được xem như đại sứ quán của hai nước, nhằm phản đối hoạt động giải truyền đơn của các nhà hoạt động Hàn Quốc. Chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam, Lim Eun-chul giải thích, các chương trình phát thanh và truyền đơn cực kỳ nhạy cảm đối với Bình Nhưỡng có thể gây ảnh hưởng quân đội, công chúng. Vị chuyên gia cũng cảnh báo gia tăng căng thẳng khu vực trong thời gian tới vì cuộc chiến loa và bóng bay là không thể tránh khỏi.